Với 100.000 thì sẽ ăn được bao nhiêu món tại Đa Hoa Hải Phòng nhỉ? Cùng mình đi khám phá ngay nhá. Đầu tiên sẽ mở bát bằng món bánh cá nướng siêu siêu rẻ tại đây. Thì với 5 cành ấy, chúng ta sẽ được một cái bánh cá với đầy đủ các vị khác nhau, từ xúc xích, sô cô la, khô gà cho đến cả khô bò. Trước mình ăn thì còn có cả vị pate cơ, ngon cực, nhưng mà lần này thì không thấy có nữa. Nên ăn tạm vị sô cô la vậy. Cái bánh cá ấy để chống đói sau mỗi tiết học thì rất là ok la luôn. Xong bây giờ chuyển sang món thứ hai là nem nướng nhá. Một cái nem lụi ở đây thì sẽ có giá là 7 cành bao gồm cả đồ cuốn. Ok, triển khai luôn. Mình đi có hai đứa nên gọi mỗi đứa 3 cái ra ăn thử. Món này thì có hai cách ăn. Đầu tiên thì mình sẽ tách cái phần nem này ra, sau đó thì cuốn cùng với bánh đa nem và rau sống với ít bún vào nữa. Quậy thật chặt tay vào chấm với nước sốt. Này là ăn được rồi. Trong cái nước sốt này sánh mịn sệt sệt, ok la phết này. Bây giờ mình thử vị nhá. U là trời, ngon phết các bạn ạ. Cái phần nem bên trong thì được làm ra từ giò sống và thịt nạc, ăn nó kiểu mặn mặn thơm thơm, kết hợp với nước chấm chua chua ngọt ngọt và rau sống nữa thì ăn không hề ngấy tí nào. Hoặc không thì các bạn có thể ăn luôn cái xiên thịt này như kiểu là ăn xúc xích ấy. Tiếp theo là chuyển sang ăn món bánh tráng trộn với cái vị mà cực kỳ độc đáo tại đây nhá. Với bánh tráng trộn mọi hàng mình ăn thì thường sẽ cho ra đĩa, còn riêng với quán này thì sẽ phải tự lắc ở trong túi bóng. Độc đáo phết, đây là lần đầu mình thử ăn cái kiểu này ấy các bạn ạ. Sau khi ở mọi cọng bánh trái đều ngấm gia vị rồi thì bây giờ thử vị nha. U là trời, nó làm mình bất ngờ luôn các bạn ạ. Đầu tiên nhá, mình không có cảm tình với món này lắm đâu, tại vì đã cho trong túi bóng sao lại còn trộn mãi không đều ấy. Còn mà sau khi thử cái vị nó cực kỳ đỉnh luôn, kiểu các gia vị hòa trộn với nhau một cách rất là hoàn hảo luôn ý. 10 điểm nha các bạn, nhất định phải thử món này. Sau rồi thấy ở hàng bên cạnh có bán xiêm bẩn luôn, thế là cũng ới cô cho con một đĩa. Mà khi đi ăn xiêm bẩn thì các bạn thích ăn vị nào nhất? Còn tôi thì cực kỳ đam mê về cái tàu hũ phô mai này, trời ơi nó ngon quá đi. Và cuối cùng để kết thúc cho chuyến food tour Đà Hoa Hải Phòng ngày hôm nay, mình sẽ chọn kem mốc quế 2 đầu với giá là 6 cành này. Giờ thì đi về thôi, bye bye. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.